Hoàn Mỹ Digital kính chào các bạn nhá. Đây là bản in cuối của cái hộp mực máy in Canon 6030 ha. Đây, dòng máy này là dòng máy có wifi. À, đây là hộp mực đây. Bây giờ chúng ta sẽ nạp ha. Nạp cái hộp mực này. Đây, đây là hộp mực cartridge 325 Staller. Đây là bản in cuối nè. Bây giờ hộp mực này mới in lần đầu tiên, chúng ta sẽ thử ha. Chúng ta thử thử nạp xem coi cái kết quả cái hộp mực này như thế nào ha. Rồi, nó sẽ bị gì ha. Đây là hộp mực chưa nạp. Rồi. Đây là thanh cùng drum. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nạp cái hộp mực này. Rồi bây giờ mời các bạn ha, chúng ta sẽ tháo cái hộp mực này ra nha. Đây là hộp mực đây. Trước khi nạp mực thì chúng ta phải lắc đều ha. Lắc đều cái hộp mực này ha. Rồi, lắc đều đi. Đây, chúng ta sẽ mở cái hộp mực này. Rồi. Chú ý theo nguyên tắc của thiết bị số Hoàn Mỹ hướng dẫn thì chúng ta mở cái nào thì chúng ta làm cái đó ha. Mở cái gì làm cái đấy ha. Đó, cái sợi dây nó ra rồi đó. Lò xo ra rồi ha. Rồi bây giờ cái lò xo ra thì chúng ta làm cái lò xo lại. Đánh lò xo lại. Cái này nó theo vậy thôi, nguyên tắc hộp mực rửa như vậy. Chúng ta tháo thanh rung ra. Rồi. Chúng ta nạp. Đây là thanh gạt lớn ha. Rồi. Chúng ta thử xem thử nha. Và đây là thanh rung đi theo máy ha. Đây là thanh đờ rung ha. Rồi chúng ta thử nạp lại coi xem có nó có động hay không ha. Rồi. Đây là hộp mực. Đối với bình mực này thì nó chỉ chứa được 80 g mực ha. Nói thì chứa được 80 gram mực. Rồi sao cái hộp mực này nó còn gì, còn đầy thế này.
Với hộp mực mà trong cái ống mực này còn mà nhiều ra như này ha, mà họ bên mực thải bên này, bên chỗ mực thải bên này mà đầy, mà mực này mà đầy mà còn mực trong này, thì có khả năng là hộp mực này đã nạp một lần rồi, đã nạp mực một lần rồi, ít tối thiểu là một lần rồi. Lý do tại sao mực thải nhiều này á, thì có khả năng nó rơi vào trường hợp là mực in không đạt chất lượng nha. Mực in không đạt chất lượng, nếu như mực in đạt chất lượng thì khi mà hộp mực này hết, hộp mực bên này hết thì mực bên kia sẽ vừa đầy vừa đủ, và khi chúng ta thổ ra là không có mực tràn ra nhiều như mực dư nhiều như vậy. Mực này là chưa in. Cho nên chúng ta chú ý về cái vấn đề mực ha. Nếu như mà mực không đạt chất lượng thì nó cho chúng ta nạp xong là chúng ta đổ ra được cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta chú ý chọn chất lượng mực in. Cái này hộp mực này chỉ chứa 80 gram mực thôi. Và khi chúng ta đổ đầy này là thôi ha. Đổ đầy là được. Đó. Khi chúng ta đổ đầy hộp mực vừa đầy là ok rồi, chúng ta lắp cái hộp mực này vào để kiểm tra xem ha. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra mực nè, kiểm tra từ nè, từ hút mực nè. Như vậy là cái này từ hút mực rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem, test cái máy in xem mực in nó như thế nào nhá. Còn mực như thế này là không đạt nhá. Mực in mà thải ra và vất ra nhiều như thế này là không có đạt. Đây là tôi không dám nói. Nhưng mà nếu như hộp mực bên này hết, hộp mực bên bên này, mực đây là hộp chứa mực thải đầy, bên này hết, thì như vậy hộp mực này sẽ đạt được như yêu cầu kỹ thuật. Đạt được yêu cầu kỹ thuật nhé. Rồi, như này là ok ha, chúng ta chỉ cần nắp lại. Đây. Đây, đây như thế này đây. Đó. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nạp mực lại, chúng ta kiểm tra lại ha. Rồi, chúng ta đã xong cái hộp mực Staller 325. Đây là bản test trước khi bơm. Chúng ta bơm mực vào, chúng ta thử test thử xem sao. Chúng ta thử xem bản test như thế nào nhé. Đây, đây là bản mực test nè, nó sẽ mờ nè. Bây giờ đối với hộp mực này chúng ta phải thay rung mới được. Rồi bây giờ chúng ta phải thay thanh rung để test xem ha. Ở đây mình đi nhà ở mặt phố cho nên đâm ra là rất chi là ồn ào. Mong quý vị thông cảm nha, các bạn thông cảm nha. Nhà đây nhà mặt phố cho nên đâm ra phải buộc thôi. Rồi, đây. Chúng ta sẽ thay cái thanh rung này. Thay cái thanh rung này nhá để xem có nó đậm hơn không. Nếu với trường hợp thay rung không đậm hơn
thì cái hộp mực này nó mát ha, nguyên do là cái mát, thanh mát của hộp mực á, điện tích âm của hộp mực nó đã mất dần, thì nó dẫn tới mực in nó sẽ mờ không được đậm. Đây là phôi, này là phôi của hộp mực zin theo máy, nên thường xảy ra những tình trạng như vậy. Đây là câu chuyện thường ngày ở huyện. Này, chúng ta thử thay thanh rung này xem coi kết quả như thế nào. Rồi, để chúng ta để thay thanh rung mới ha. Đây. Rồi chúng ta thử. Bây giờ chúng ta test tiếp hộp mực sau khi thay cái trống đờ rung. Xem có đậm hơn không. Rồi đây là trống đờ, đã thay trống đờ rung nè. Đây là bản chưa thay cùng đờ rung nè. Đây, cái thanh rung ha, đây là bản thanh rung nè. Đây. Đó, chất lượng khác liền. Đó. Rồi. Đây chất lượng bản in nè. Rồi. Đây là chất lượng sau nè. Thế là chúng ta đã hoàn thành cái hộp mực này. Rồi, mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn với những hộp mực khác.